Lệnh hành quyết hai tử tù Úc đã sẵn sàng dù chưa định ngày, tin từ Canberra, Úc. Một công tố viên Indonesia vào ngày hôm nay cho hay là lệnh di chuyển hai người Úc đến pháp trường đã sẵn sàng nhưng chưa định ngày. Cả hai đang chờ được chuyển từ nhà tù Kerobokan đến đảo Bali để xử bắn. Công tố viên trưởng của tỉnh Bali nói cả hai có thể bị hành quyết tại một nơi khác, không phải là Bali. Gia đình của Sukumaran và Chan đã đến thăm họ nhưng không đưa ra nhận định về điều kiện sống của cả hai. Chính phủ Úc đang theo đuổi một cuộc thương lượng cuối cùng với Indonesia để tìm cách cứu mạng sống của hai công dân của họ. Tử tù Miran Sukumaran, 33 tuổi và Andrew Chan, 31 tuổi, quốc tịch Úc, là hai trong số 8 tử tù đang chờ ngày ra pháp trường. Sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bác đơn xin ân xá của họ hồi tháng trước. Trong số 6 tử tù bị xử bắn hồi tháng trước, thì về tội buôn lậu ma túy có 5 người ngoại quốc và là những bản án tử hình đầu tiên được thi hành tại Indonesia kể từ khi ông Widodo nhậm chức Tổng thống hồi tháng 10 vừa qua. Indonesia đã bác bỏ lời khẩn cầu của chính phủ Úc xin khoan hồng cho Chan và Sukumaran. Chan và Sukumaran là thành viên của nhóm buôn lậu ma túy được gọi là Bali Nine, âm mưu mang hơn 8 ký, tương đương là 18 pounds heroin từ Bali về Úc. Họ bị bắt tại phi trường Denpasar của Bali hồi năm 2005 và vụ này đã trở thành một vấn đề chính trị tại Úc. Bali là địa điểm du lịch hấp dẫn người Úc và đã có nhiều người bị kết án tử hình ở ngoại quốc, đặc biệt là nhiều trường hợp liên quan đến giới trẻ dễ mắc sai lầm đầy bí ẩn. Các bản án tử hình công dân Úc làm căng thẳng mối quan hệ ngoại giao giữa Úc và Indonesia, đã có thời kỳ hết sức phức tạp liên quan đến các vấn đề trong vùng, gồm buôn lậu và hoạt động tình báo. Indonesia đã triệu hồi đại sứ và tỏ thái độ lạnh nhạt trong việc hợp tác về quân sự và tình báo hồi năm 2013, sau phúc trình nói rằng Canberra bí mật dò thám hoạt động của các nhà lãnh đạo hàng đầu của Indonesia, trong đó có phu nhân của cựu tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Cuộc hợp tác ngoại giao toàn diện mới được phục hồi giữa hai quốc gia từ tháng 5 vừa qua. Cũng hồi tháng vừa qua, thì Ngoại trưởng Úc Bishop nói rằng bà không loại trừ việc triệu đại sứ Úc nếu hai bản án tử hình công dân Úc vẫn được tiến hành.